Thúc A vui lắm, ông ấy chỉ tay vào con gái mình, một cô gái nhỏ hơn tôi 3 tuổi, hiện đang học đại học và nói, tuổi tác tương đương nhau, cũng đều học tiếng Trung mà con kém tiêu ý không chỉ một chút. Tôi vội vàng khiêm tốn xoa dịu, đâu có, ở trường tôi vô cùng nghiêm túc, chỉ biết đọc sách như vẹt, sau này ra làm lại gặp một lãnh đạo tốt, là chị ấy biết cách chỉ dạy tôi. Tổng giám đốc A rất vui, bèn quay sang nói với sếp của tôi. Cô nhân viên này của cô không những làm việc nhanh gọn, ăn nói lanh lợi mà còn tế nhị, chu đáo nữa. Sếp tôi mỉm cười. Cô bé vừa tốt nghiệp hơn một năm, có rất nhiều điều cần rèn rũa. Nếu có nói sai điều gì, mong mọi người đừng để bụng. Tổng giám đốc A nói, câu nào cô nấy đều trúng cả, làm gì có câu nào sai chứ. Tổng giám đốc A say mê thơ từ của Tô Thức, tôi hùa theo, gắng sức phụ họa cùng từ câu thơ hào.